Chào hai em. Dạ. Cái này em tràn đầy năng lượng nghĩa. Anh cũng vậy, anh cũng biết rằng hôm nay chúng ta có một cái luồng sinh khí mới đang tràn vào trong chương trình của chúng ta. Dạ, nhưng mà hôm nay làm cái tóc uống lộn kỳ quá nha. Ta sao vậy? Nó giống tóc cô dâu á. Bởi vì hôm nay anh muốn có một cái gì đó nó thật là đặc biệt. Vậy hả? Anh nghĩ là cái người thích bao bọc á. Nên làm đầu anh như cánh rừng để bảo bọc mọi người lại bên trong á. Miệng bị gì hả? Thì anh nói rồi, bởi vì hôm nay là một cái chương trình đặc biệt, đúng không? Nói từ đây tới chương trình luôn nha. Anh phải nói giọng này từ đây tới chương trình nha. Nó hơi khó một tí xíu nhưng mà sẽ cố gắng nha. Rồi mời hai em về chỗ đi nè. Lớn tuổi rồi anh. Dạ. Trẻ trung và trang đầy năng lượng, đó cũng chính là hai khách mời của chúng ta trong chương trình hôm nay. Xin chào đón Phát La. Và nghệ sĩ Huy Nga. Chào chị. Chào em. Hai người đều lần đầu tiên hát đầu tiên luôn đó. Dạ. Lần đầu tiên được đến với chương trình này. Dạ. Biết chương trình này rất là lâu và chương trình này rất là vui. Hôm nay là có lứa tuổi rồi mà mới đến được một cái chương trình. Mà chị thấy thế nào? À, vui chứ. Vui không ạ? Trời vui lắm, từ sáng giờ chị nô nức lắm, chị làm cái đầu làm sao cho trẻ cùng với mọi người mà vô đây phát hiện mình vẫn già nhất. Dạ. Còn Phát La thì sao em? Dạ. Mới giái mình á, vừa bước ra là giái tứ phương. Dạ, đâu có, em chào á. Ủa chào kiểu em chào theo kiểu mà thành kính chân thành, thành kính phân ưu hả? Ra thấy anh Nghĩa nó cũng Phật xong lại. Hát được không, hát tặng cho mọi người nghe câu xem. Thiệt á hả nghe? Thiệt nào, giờ chưa bao giờ nghe Phát La hát hết trơn. Hát nhạc cung đình nghe chưa? Em không có nhạc cung đình, em hát nào cũng được. Vậy em hát bây bài giờ không hát nhạc cung đình, em hát nhạc cúng đình cũng được. Đình á. Mình tam chia tay nhau nhé, nhau nhé, nhau nhé em để ta biết được có. À, cảm ơn. Hay lắm anh. Sự nhiệt tình của em. À. Em hát cái hay câu quá, đó là Phát La. Dạ, hát cái câu đó là cũng nên làm như vậy đó. Tạm chia tay nhau nhé. Nó già viết nó có một sự đau thường, trong cái cuống họng á. Cái thanh quản như này nó cũng reset hơi nhiều phải không em? Không. Lâu quá mình không có đánh bóng lại phải không? Bây giờ thì mình chọn đội về đi. Chọn em Trấn Thành, Trường Giang muốn chọn về đội ai? Dạ, thực sự thì em rất là quý hai anh. Mắt đang hướng về đây phải không? Dạ, tại em cũng rất là cũng quý anh Thành lắm. À, cũng quý luôn. Dạ, tại anh Thành là một trong những người nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên mà mặc đồ mà bị bung chỉ. Hả? Mặc đồ mà bị bung chỉ hả? Là mập quá đó. Ai ai biết nhưng mà báo nào đăng cái thông tin đó ngay trong chương trình này luôn nè, chứ phải xa xôi gì. Xong rồi đổ thừa cái quần bị nhỏ. Về biết cái người đó không? Có không anh? Có. Xối ăn Mai Hương hả? Cái tập với Trương Quỳnh Anh đó. Mà sao khán giả này mình nhớ dai dữ vậy? Vũ Cát Tường và Trương Quỳnh Anh tập đó em bị bung chỉ đó. Em thấy là mọi người là xe rầm rộ luôn á anh. Lúc đó mà mập kêu bằng nước thịt đó Thành. Nước dạ. Thịt cái bung chỉ luôn á. Trời thiệt á. Phát La nè, em đi tới đây cái quần em may chắc chưa? Chứ những đứa em nói người ta sao em đi quần báo là em rách luôn. Tôi giái cờ cho một hồi cái đứa nó bung ngược lại rồi tôi nói tới tối luôn á. Chọn đi, em muốn về đội ai? Em là em Út trong đây cho nên là nhường em chọn trước á, chứ nếu không anh mời chị Nga. Dạ. Hai anh chị ai anh muốn chị nào đâu ai muốn em về đội của hai anh em hỏi cái người ta từ chối hết. Em chào mời đi. Bây giờ vậy nè, để em nói câu này công đạo nè, tức là Phát với em làm nhiều chương trình với nhau cho nên hiểu cái e cái rơ của nhau rồi, cho nên giờ em phải về với anh Thành để chi học cái e và cái cách làm sao để hòa nhập được với anh Thành những cái mảng miếng mà bung ra với nhau đó là. Hôm nay cũng là một cái ngày để mình học nghề đó chứ không phải là đi chơi không đâu. À là hôm nay là em đi học, còn mọi người đi chơi thì đi học. Thật thiệt, nó thiệt mà. Dạ, về với Trấn Thành ha. Và dạ. Chị Thúy Nga mời chị về với Trường Giang. Đi nào. Dạ. Hôm nay sẽ là một chương trình như Đại Nghĩa giới thiệu ban đầu, thưa quý vị. Các bạn nhỏ có thể xem để tìm thấy những người bạn đồng trang lứa với mình trong chương trình. Hãy cùng gặp gỡ với những người chơi của ngày hôm nay. Xin mời. Thấy cưng ghê không?
Đó, dòm coi 7 đứa con nhà của anh đó, thấy không? Đứa nào ở đây cũng xinh xắn, bụ bẩm, dễ thương, cái gương mặt thông minh, láo lĩnh. Nhưng mà chỉ con cái vậy nè, bị vì bản thân mình cha là mẹ, mà con đông quá mình cũng không có biết hết rằng đứa nào hát hay, đứa nào hát không có hay. Bình thường cho nó ăn, cho nó học không thôi, chứ chưa bao giờ nghe tụi nhỏ nó hát hết trơn. Trời, bữa nay nó đến đây, mình mới biết rằng đứa nào nó hát hay, đứa nào nó hát dễ thương, đứa nào nó hát vui. Vậy thì bây giờ mời mấy cô chú gặp gỡ với đứa nhỏ số 5. Trong nguyên cái dàn con của tôi bữa nay, con bé chị Năm này nè là nó nền nã nhất. Thấy cái cách bận áo dài ngồi thùy mị không, bắt chéo cái giò như cô Ba Sài Gòn vậy đó. Anh ơi, sao hai từ thôi? Từ gì? Cốt cách. Chị sinh ra là giống như là kiểu mà hồi xưa là ở trong cung vua đó, mà là quý phi nha. Không phải hoàng hậu, mấy hoàng hậu là mấy mẹ già già bị cất rồi. Quý phi nha, là đang được và top one trending á. Ở YouTube là top one trending á. Là vua là cái trang hoàng hậu cung.com á hả? Hoàng hậu là có bị hot rồi. Mấy cái dạng hàng cũ là trending mùa trước rồi. Mà thường là phải quý phi anh. Ngồi ha, cốt cách này, anh nhìn thấy không, ngồi thần cốt cách thái này ha. Thái độ nè, thấy không? Đó, ngồi tôi nè, điểm nè. Đó. Gia đình có tiền, bận bộ đồ là thấy Fendi đúng không? Dễ thương lắm, cái bộ đồ là thấy cái đúng. Là bộ đồ xịn liền. Rồi thay đồ qua lại là biết là có học người mẫu lớp cô Xuân Lan. Cái cách đứng á. Ừ, mà phát ra âm thanh tròn trịa luôn. Mà anh thấy không, nữ tính nha. Tóc thì hất ra này, trời ơi, thái độ rất là Hồ Ngọc Hà. Bây giờ nói gì nữa, bây giờ tôi binh bất chấp luôn. Gái tôi đó, ca hay. Ca hay. Gái tôi đó. Cảm ơn chú Trân Thành. Gái tôi đẻ là vậy đó. Cảm ơn chú Trân Thành đã nhận xét về con gái của tôi. Bình bất chấp. Bình bất chấp. Dễ thương hết sức luôn. Chị Nga thấy sao? Trời ơi, nhìn cưng quá à. Giờ không biết là gì luôn, búp bê hay ca sĩ luôn. Mà cái thần thái diễn rất là tốt. Mà đi trình diễn thời trang, lúc nãy là cô Thúy Nga cũng đoán đây là một người đã, cô bé này đã được học thời trang nè, được đi cách one nữa. Rồi cách quốc dạ. Tiếng Anh chị cũng có vấn đề lắm. Tiếng Anh chị cũng cỡ Lê Giang đó, nên không sao đâu. Thì bé diễn rất là hay, nhưng mà chắc giọng hát cũng dễ thương thôi chị. Dễ thương. Dạ. Dễ thương. Trời ơi, thì các em có đứa con vậy chắc tắm rửa xong lau sạch sẽ bỏ tủ kiến chân luôn. Chân thôi phải không? Chân luôn. Không cho đi học hành, không cho ăn bây uống chân luôn. Bây giờ tạm thời chưa có sinh được thì mình coi hai đứa hai bên thì hai đứa con đi. Ủa, có đứa con thì cho nó đi bụi luôn, không có cản. Không có cản. Vậy ba tiếng nào. Papa, papa. Ghê. Anh biết sao, còn nhỏ thôi mà cái nữ tính trong người nó toát ra. Cô bé này lớn lên là sẽ là một thiếu nữ rất là đẹp, vạn người mê. Thật sự. Trung Giang thấy sao? Dễ thương, bé dễ thương, bé rất là cưng. Nhưng mà diễn kiểu này thì chắc là hát không ổn định lắm. Tại sao chú Trường Giang là được rồi? Giọng hát nó. Tại sao khi bé trình diễn như vậy em lại cho rằng bé hát không ổn định? Tại vì diễn giỏi, diễn quá giỏi, cho nên giọng hát sẽ bấp bênh. Không có bấp bênh đâu. Con ca hay đó. 8-9 điểm á. 8-9 điểm lận á. Nãy chú Trân Thành nói con đẹp, thần thái, cốt cách như quý phi vậy đó. Con có biết mấy bà quý phi trong phim không? Dạ.
không? Không biết hả? Nói chung là một người con gái thiệt là đẹp là con đó. Thì bây giờ con hát cho mọi người nghe nha. Các cô chú nghĩ rằng con chỉ hát dễ thương thôi, cho nên mấy cô chú chưa chọn mình. Vậy thì mình phải hát hay thiệt hay tặng cho các cô chú. Mời con. Gì vậy thiệt à? Đây, tặng con món quà. Chú Trường Giang có món quà tặng cho con. Chúc con học giỏi nghe con. Dạ con cảm ơn chú. Con tên gì nè? Chào con. Con tên là Trinity, năm nay con 7 tuổi. Không, con nói lại cho mọi người nghe coi, con tên gì? Dạ con tên là Trinity, năm nay con 7 tuổi. Trinity, năm nay con 7 tuổi. Ủa tại sao con có tên này? Tại con ở Malaysia. Con không có ở Việt Nam hả? Dạ. Ba của người Malaysia hả? Dạ. Mẹ của người Việt hả? Dạ. Con biết nói tiếng Malaysia không? Dạ không, con biết nói tiếng Anh. Ví dụ đâu? Con nói tiếng Anh với cô chú thứ coi nè. Giới thiệu mình đi. Hello everyone, my name is Trinity. I'm 7 years old. I like to sing and dance. I also like to play Barbie. Barbie. Mai mốt cô chú nào biểu con hát á, con đừng có nghe nha. Tặng nghe cho hát là nghỉ chơi với bạn đó. Mình chỉ làm người mẫu, không? Mình đẹp, mình làm người mẫu, mình làm fashion model. Dạ. Bây giờ con về con nói ba mẹ con gửi con qua Venezuela luôn đi, đào tạo con thành hoa hậu luôn đi. Tại vì cái thần thái con rất là sang chảnh, rất là hoa hậu luôn đó. Con biết nước Venezuela không? Nó kế bên Malaysia đó, thì mỗi ba con làm được. Rồi, cảm ơn con gái đã đến với chương trình này. Rồi, các cô chú dành cho con một tràng vỗ tay nào. Chào con nha.